Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt. Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Honda CR-V, một mẫu xe 7 chỗ, gầm cao. Hiện tại mẫu xe này đang có cái chương trình bán hàng giảm tiền mặt rất là nhiều, hơn 100 triệu và có tương đương với tiền thuế trước bạ. Chính vì vậy, nhiều khi là anh em khách hàng hay thấy quảng cáo là giảm 100% lệ phí trước bạ, nhưng bản chất đó là anh em được giảm trực tiếp tiền mặt vào giá xe cho anh em. Còn về thuế trước bạ, anh em vẫn phải đóng cho nhà nước. Trong video ngày hôm nay, em sẽ cập nhật cho anh em những chính sách bán hàng của từng phiên bản Honda CR-V trong cái thời điểm tháng 4 này. Mời anh em cùng xem chi tiết video. Mời em cùng đến với phần đầu tiên những thông tin chung. Honda CR-V là mẫu xe 7 chỗ gầm cao được lắp ráp tại Việt Nam với 3 phiên bản để anh em lựa chọn. Phiên bản cao nhất đó là CR-V bản N, phiên bản thứ hai đó là bản G và phiên bản thứ ba đó là bản E. Honda CR-V hiện tại đã có giá bán là dưới 1 tỷ và nằm trong cái phân khúc cạnh tranh trực tiếp với chiếc Mitsubishi Outlander cùng một số những mẫu xe khác của các hãng khác trong một tầm giá như trên. Chính sách bán hàng của Honda có phân vùng thị trường, nhưng tại thời điểm này bên em đang xả kho và em có thể bán được cho tất cả những anh em ở các địa phương mà có showroom Honda rồi, anh em nhớ cho em ạ. Hình thức mua bán thì anh em có hai hình thức, đó là mua trả thẳng và mua trả góp. Showroom của em ở Hà Nội, anh em ở các tỉnh xa, anh em muốn mua xe ngoài em thì anh em nên cân đối cho em thêm chi phí vận chuyển đi lại, cũng như là anh em so sánh với cái giá bán của các showroom ở gần địa phương của anh em xem chênh lệch nhiều hay không. Nếu chênh lệch nhiều thì bỏ công anh em ra ngoài em lấy, còn không thì thôi anh em cứ lấy xe ở gần để tiện đi lại. Đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì em có một số những thông tin cập nhật cho anh em. Anh em được vay ngân hàng tối đa lên đến 85%, thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Với cái mức lãi suất năm đầu tiên anh em được ưu đãi là khoảng 1% trên một tháng, năm thứ hai trở đi biên độ sẽ khoảng 1,1%. Và anh em không cần phải chứng minh nguồn thu nhập. Còn trong trường hợp anh em nào chứng minh được nguồn thu nhập bằng hình thức lương chuyển khoản thì em sẽ có ngân hàng hỗ trợ anh em với cái mức lãi suất ưu đãi hơn. Điều kiện để vay vốn đó là anh em không có nợ xấu. Và mời anh em cùng đến với phần thứ hai, đó là chi tiết chương trình bán hàng từ phiên bản CR-V tại thời điểm tháng 4 này. Và phiên bản đầu tiên em cập nhật giới thiệu đến anh em đó là chiếc CR-V bản N, phiên bản cao cấp nhất. Phiên bản này có giá được biết là 1 tỷ 118 triệu, và tại thời điểm tháng 4 này em giảm tiền mặt cho anh em, giá bán chỉ còn là 985 triệu. Như vậy anh em được giảm 133 triệu tiền mặt. Ngoài ra tặng kèm anh em thêm 50 triệu tiền phụ kiện trong list phụ kiện của showroom bên em. Anh em nào cần tham khảo list phụ kiện thì liên hệ với em sẽ gửi qua Zalo cho anh em theo dõi. Căn cứ vào giá bán là 985 triệu, em có tính chi phí ra biển số lan bánh tại các địa phương trong trường hợp anh em mua trả thẳng và anh em tự đi đăng ký. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 141 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 1 tỷ 119 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 1 tỷ 122 triệu, và anh em các tỉnh áp 10% thuế là 1 tỷ 099 triệu. Chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm đầy đủ những khoản chi phí theo quy định của nhà nước, anh em có thể nhìn trên màn hình. Đây là những khoản có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp, anh em được vay ngân hàng tối đa là 837 triệu. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 17 triệu, trong đó gốc chia đều là 8,7 triệu trong 8 năm, lãi suất tháng đầu tiên là 8,3 triệu, dư nợ sẽ giảm dần. Số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 304 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 282 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% là 284 triệu, và anh em ở các tỉnh áp 10% là 262 triệu. Ngoài ra thì anh em còn phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ, năm đầu tiên trị giá là 13,7 triệu, thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói của showroom bên em. Tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai, đó là Honda CR-V bản G. Phiên bản này có giá niêm yết là 1 tỷ 048 triệu, và tại thời điểm này giá bán cho anh em bây giờ chỉ còn là 915 triệu. Như vậy anh em cũng đang được giảm 133 triệu tiền mặt. Ngoài ra vẫn tặng kèm anh em thêm 50 triệu tiền phụ kiện trong list phụ kiện của showroom bên em. Chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em để anh em tiện tham khảo và cân đối tài chính. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 063 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 1 tỷ 042 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 1 tỷ 043 triệu, và anh em các tỉnh áp 10% thuế là 1 tỷ 022 triệu.
Chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí anh em cũng có thể xem lại trên màn hình. Những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp, anh em được vay ngân hàng tối đa là 777 triệu. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ thanh toán ít nhất là 15,8 triệu, trong đó gốc chia đều là 8,1 triệu và lãi sau tháng đầu tiên là 7,7 triệu. Số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 285 triệu, anh em ở Sài Gòn là 264 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 266 triệu và anh em các tỉnh áp 10% thuế là 245 triệu. Ngoài ra thì anh em cũng vẫn phải mua bảo hiểm thất vỏ vì là anh em mua trả góp và năm đầu trị giá là 12,8 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe của showroom bên em. Và phiên bản cuối cùng em cập nhật cho anh em đó là CRV bản E. Phiên bản này cực kỳ ít xe, không có nhiều xe và nhiều màu để anh em lựa chọn đâu ạ. Giá niêm yết của phiên bản này là 998 triệu và tại thời điểm này giá bán cho anh em là 878 triệu. Phiên bản này như vậy anh em được giảm 120 triệu tiền mặt. Ngoài ra vẫn tặng kèm anh em thêm 50 triệu tiền phụ kiện. Chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 020 triệu. Anh em nào ở Sài Gòn là 1 tỷ. Anh em nào ở các tỉnh áp 12% bằng với anh em ở Sài Gòn cũng là 1 tỷ. Và anh em ở các tỉnh áp 10% là 980 triệu. Anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 746 triệu. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 15,2 triệu. Trong đó gốc chia đều là 7,7 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 7,5 triệu, dư nợ sẽ giảm dần. Số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 273 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 254 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là cũng là 254 triệu và anh em các tỉnh áp 10% thuế là 234 triệu. Ngoài ra thì anh em cũng phải chuẩn bị cho em thêm hai khoản chi phí, đó là bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là 12,2 triệu, thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe trọn gói. Tiếp theo mời anh em cùng đến với phần thứ ba, đó là nguồn cung hàng hóa của các phiên bản CRV tại thời điểm này. Đối với CRV bản L, bản G gần như là em có đầy đủ các mẫu cơ bản giao cho anh em. Còn anh em nào lựa chọn bản E thì tùy vào nhu cầu của anh em lấy màu gì chủ động liên hệ trực tiếp với em sẽ kiểm tra kho xe nhà máy và cập nhật cho anh em. Anh em lưu ý chính sách giá bán trên video là của showroom bên em và có thể là thay đổi bất cứ lúc nào. Chính vì vậy anh em nào thực sự có nhu cầu thì liên hệ với em sẽ cập nhật cái giá bán từng thời điểm và tại thời điểm mà anh em gọi. Trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chương trình bán hàng của các phiên bản CRV tại thời điểm tháng tư này. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo. Xin chào anh em.